Chào quý vị các bạn, nay di động cao cấp .vn giới thiệu bạn video thay màn hình của Nokia E63 chính hãng từ di động cao cấp .vn. Khi hàng gặp có sự cố liên quan đến màn hình của điện thoại Nokia E63 bị lỗi, khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn trên toàn quốc để tư vấn hướng dẫn thay mới màn hình của Nokia E63 chính hãng. Thông tin thêm, khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04667 5099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để được tư vấn hướng dẫn thay màn hình Nokia E63 chính hãng. Xin ơn quý vị các bạn.